Mình đang đứng trên khu vực nó thuộc phân khúc nhà vườn. Khu vực này rất là nhiều nhà vườn này quý chị ha. Của cả nhóm 1 của dự án HUD. Nó gần với đại lộ Lê Hồng Phong. Này quý chị, mình sẽ quay cho chị xem một cái lô đất 15 x 19 rất là đẹp, vị trí đẹp luôn này. Đây là tuyến đường 20 m quý chị. Cách Lê Hồng Phong chỉ khoảng độ 80 m thôi đó. Chú chiếc xe đang chạy là Lê Hồng Phong, đại lộ Lê Hồng Phong 53 m ha. Lô đất nó nằm ở trong chỗ cái xe này, một sạc của cái đường 20 m này quý chị. Nó thuộc phân khúc nhà vườn đơn lập. Đấy, bây giờ mình sẽ quay thực địa cho chị xem lô đất ha. Đây quý chị ha, 15 x 19 285 m2 trên trục đường 12 m, một sạc đường 20. Cách đường Lê Hồng Phong chỉ khoảng độ 100 m thôi. Nó có hướng nhìn ra cái đường Lê Hồng Phong quý chị. Đằng sau mấy căn nhà này ha. Nó đây này. Chủ đã muốn bán chỉ hơn mình 1 triệu cho 1 mét vuông đất. Biệt thự vườn đơn lập. Đấy, quý chị. Khu vực này thì tập trung khá là nhiều nhà vườn rồi. Mặt tiền Lê Hồng Phong thì cũng có nhiều nhà xây xong và đang xây dựng ha. Thời điểm hiện tại người ta xây để đón đầu những cái kết nối về thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu trong những năm tới đấy. Cùng với lại sân bay Long Thành nữa. Cách đây chỉ khoảng 13 km thôi là sân bay Long Thành, sân bay quốc tế Long Thành rồi. Lô này thì nó nằm ở trong cái vị trí đẹp đấy. Nó khu có dân, nó đỡ vắng dân hơn là cái nhóm 2 và nhóm 3 của dự án HUD. Lô này rất ở hiện hữu rồi quý chị. Đó, quý chị quan tâm liên hệ mình ha, có nhiều sản phẩm đẹp và giá tốt. Tất nhiên là trong cái thời điểm vừa rồi, cái tháng 7 âm vừa rồi mà giá đã bất ngờ bật tăng khoảng độ 5-8% so với lại cái tháng những cái tháng 6 và tháng 7. Tháng 7 dương lịch ấy. Tháng 6 và tháng 7 dương lịch thì thị trường nó có một nhịp chỉnh. Và vừa rồi thì nó bật tăng lại. Hiện tại từ dần cuối năm mình nghĩ là sẽ có giá nó sẽ tăng đều đấy quý chị. Thì có nhiều câu chuyện về hạ tầng vành đai 3 cao tốc Bến Lức Long Thành sắp xong cái đoạn từ đây từ Nhân Trạch lên quốc lộ 51 rồi, để đi Bà Rịa Vũng Tàu là rút kẹt lên khoảng cách rất là nhiều. Quý chị quan tâm liên hệ mình ạ. Xin chào, hẹn gặp lại chị ở video sau ạ.